Bên trong quả nhiên còn có nguyên anh trung kỳ pháp sư, bất quá như thế nào lại là nữ pháp sĩ. Hàng lập thì thảo nói tầm vài câu, sau đó ngậm nghĩ một chút thì tay vỗ vào túi trữ vật sau khi quan hoa chợt lóe một bộ khí cụ bày trần hiện ra trong tay. Hàng lập thân hình chấp động, mất một chút công phu, hắn đem trận khí cụ bày ra một loại trận thời pháp trận có uy lực lớn nhất. Ngân Nguyệt ra đi, Hàng Lập trong miệng phân phóng một tiếng, vung tay áo, một con tiểu hồ từ cổ tay áo bay ra đứng trước người Hàng Lập tự phân đấu giao cho người sử dụng mà khác cái giỏ hoa của bảo này ngươi cũng lấy đi đối thủ lúc này so sánh với ủy như sư tỷ cầm muốn là có giải quyết hơn nên cẩn thận một chút nếu đối phương có thần thông thực sự lợi hại thì không cần liều mạng Dần hắn đến nơi đây lợi dụng và vụ hải cấm chế cùng với pháp trần của ta mà đóng một phen nếu còn không được nữa thì cũng không tính toán nữa chúng ta bỏ đi thôi không có nên cùng đối phương liều mạng làm gì hàng lập thần sắc không thay đổi phân phó theo sau tay vừa lộn, tự vân đấu cùng với giỏ hoa của bảo trước sau xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném cho tiểu hồ ly. Vâng, chủ nhân, tiểu ly lại ở như lần trước vậy, ẩn trộn từ một nơi bí mật gần đó, tại thời cơ thích hợp ra tay tương trợ. Tiểu hồ trên người bạch quan chợt lóe sau khi lăn lộn hóa thân thành một thiếu phụ xinh đẹp nhìn hàng lập xá một cái, lộ ra phong thái hồ mỹ nói. Không sai nên làm như thế, lần trước đối phó với yểm Nguyệt Tông đại trường lão, người ra tay đúng thời cơ lắm. Hàng lập gợt đầu khen ngợi vài câu. Đa tài chủ nhờ khen ngợi, tiểu tỷ chỉ có thể làm hết sức thôi, cầm trong tay hai kiện bảo vật. Ngân Nguyệt hé miệng cười, sau đó hoàng quay sáng ngời, người đang trứng trước hàng lập chật biến thành là hư không tiêu thất. Hóa thành vô hình, thấy tình hình này hàng lập ánh mắt chấp động vài cái, sau đó ngẩng đầu hướng xa xa đem vài lần. Trên mặt thoáng hiện vẻ tàn khốc, thanh quan chật lóe người hòa vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, sau khi đông đã pháp sĩ xâm nhập sương mù không lâu, cấm chế còn sót lại đều phát động, Sát ký liên tiếp phát ra. Cũng may là đại bộ phận pháp sĩ đều theo sát cự tê đi mở đường phía trước mặt mà số cấm chế này cũng không làm khó được cho con cự thú này. Vô luận là hỏa cầu hay là nhũ băng, lôi hỏa, thổ thuộc, loại công pháp, tính công kích đánh tới trên người cự thú cũng giống như gãy ngứa, một chút hiệu quả cũng không có, bị chiến giáp đen thui bên ngoài dễ dàng giải khai. Mà con cự tê này cũng không thèm để ý mấy cái công kích đó, chỉ buồn bực cắm đầu chạy về phía trước như điên. Vô luận loại cấm chế nào hay là bành chướng gì trước mặt đều bị nó dùng thân hình khổng lồ ngành tiếp, thế như trẻ tre. Một hơi vọt tới nơi bị hỏa lưu tinh phá tan, nơi này rộng hơn trăm trượng, tất cả sương mù không còn sót lại chút gì. Mà lúc này đám pháp sĩ đi theo cử thú cũng chưa hao tổn người nào. Nhưng kỳ quá chính là trong đáp pháp sĩ này tu vi cao nhất chỉ có bốn gã kết đăng kỳ, Nguyễn Anh Kỳ, Đại thường Sư và một người cũng không thấy. Cô không biết ba người áo lục nữ tử sau khi tiến vào sương mù thì cũng ẩn nặc nơi nào hay là có ý định quỷ dị gì khác. Đến khu vực không có ý tứ sương mù này. Đám pháp sĩ cũng thở vào một hơi, vài tên kết đăng kỳ pháp sĩ thậm chí là tụ lại cùng nhau chuẩn bị thương lượng bước tiếp theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ sương mù phía trước bay phục ra hai ngọn giáo ngân qua lập lòe, Phía trên có lôi hình cung cuốn quanh phát ra tiếng oanh minh không ngừng. Chúng pháp sĩ cả kinh trong đó hay cả kết đang pháp sĩ lập tức dương tay lên thả ra một la một đỏ lưỡng đạo kinh hồng trực tiếp bay lên đón lấy dọn giáo. Ai ngờ mà hai thanh quan gơ không có trực tiếp cùng vì hai kiện pháp bảo của pháp sĩ tranh đấu mà ngược lại. Sau khi xoay quanh một cái thì tốc độ tăng lên cấp bội nghiêng bắn về phía đầu cửa tê thú nọ. Lần này vài tên kích đang pháp sĩ đầu tiên là cả kinh nhưng mà lập tức lại yên lòng ngay. Lấy lực phòng ngự của cự thú, và bỏ bình thường sẽ có thể khiến nó bị thương được. Nhưng mà làm cho bọn họ ngạc nhiên khi một màn xuất hiện, hai thanh ngân qua cũng không có trực tiếp công kích lấy thân thể cự tê. Ngược lại, bay phục lên trời đã đột nhiên hai thanh ngân qua không có dấu hiệu đang vào nhau mà hổ kích. Nhất thời, một tiếng sóng nổ truyền ra theo sau một đạo cực kỳ thô. Điện hồ từ hai thanh ngân qua nổ bắn ra, hùng họ đánh xuống đầu cự thú. Cửa tê trên người hộ thể linh quang màu lam chật lóe nhưng lập tức bị ngân hồ không chút khách khí kích nát bấy rồi đánh tơi trên phiến giáp đen thui. Âm thanh ầm ù truyền đến sau khi điện quang hiện lên cửa tê vẫn bình yên vô sự. Nhưng cửa thú này lại từ hồ bị chập giận ngửa mặt lên trời rống to một tiếng rồi bỗng nhiên há mồm bắn ra một đạo tuyết trắng nhũ băng dài một trượng. Hưởng lên ngân qua trên không trung đánh tới. Hai thanh ngân qua không có mục tiêu hàm chiến chỉ hơi là nghiêng qua nhũ băng rồi lại thả ra một đạo ngân hồ, sau đó lại bay về hướng sương mù. Cự thú thế cảnh này, hai con người huyết sắc càng đậm dậm chân điên cuồng đuổi theo. Vài tên kết đang pháp sĩ cả kinh vội vàng cùng với các pháp sĩ khác nói chuyện phía sau phát động đồn quan định đuổi theo. Nhưng lại chưa chờ bọn hắn động thân, đột nhiên từ trong sương mù bốn phía các loại ánh sáng khác nhau chấp động, hơn trăm tên tu sĩ từ bốn phương tám hướng lộ ra thân hình và thả ra đông đảo pháp khí. Vô thiên cái địa hướng tới chúng pháp sĩ điên cuồng tấn công. Mộ lan pháp sĩ tự nhiên cực kỳ kinh sợ đồng dàn tế pháp khí phóng ra linh thuật nhất thời loan thành một đoàn. Chỉ cần trì hoãn một chút, cự tê thú cũng đã truy vào sương mù không còn thấy bóng dáng. Vài tên kích đang pháp sĩ này bị vài tên cao giai tu sĩ nhất thời ngăn đón gắt cao và không có biện pháp gì. Lần này bọn họ tự nhiên đột nhiên giận dữ đang muốn dựa vào lợi thế nhiều người đem đám tu sĩ này tiêu diệt hết thì đám tu sĩ này lại đồng thời đem pháp khí thu lại không chút do dự xoay người trốn vào trong vụ hải. Thấy tình cảnh này, chúng pháp sĩ hai mắt nhìn nhau không biết là nên có đuổi theo hay không, có chút chần chờ. Người có nhiều lắm, tất cả tách ra hành động, đại bộ phân cấm chế đã bị phá rồi. Chỉ cần lưu tâm một chút thì cũng không xảy ra đại sự gì. Bọn họ nếu có chủ tâm làm phiền chúng ta thì đuổi theo một hơi đám tu sĩ đó toàn bộ diệt sát. Về phần cửu thú, bằng kết đang tu sĩ căn và không cách nào đã đả thương nó. Chúng ta sau khi diệt sát hết đám tu sĩ này, chúng ta sẽ đi về cũng được một đám kết đen hậu kỳ đạo giả thản nhiên là nhân vật cầm đầu đám người đánh giá qua tình hình một chút sau đó tỉnh táo phân phó sau đó hắn dẫn đầu hóa thành một đạo kinh hồng trực tiếp bay phục vào trong hải vụ hướng phía một ca kết đen tu sĩ vừa rút lui đuổi theo các pháp sĩ khác nghe vậy thì lập tức là phân mấy người thành một tổ mà giải tán đuổi theo Sương mù sau một trận quay cuồng thì một lát sau đã bình tĩnh trở lại, nơi này nhất thời không còn một bóng người. Như chỉ chốc lát sau, trong đột vụ bóng người chợt lóe một người vung hai tay tiêu sái tiếng về vẻ mặt thông trong nhìn bộ chán tiên phong đào cốt thì đúng là đào giả họ mã giờ phút này đây hắn sắc mặt hơi có chút tái nhợt nhưng hay mất tinh quang bắn ra bốn phía không chút nào cho thấy pháp lực bị hao tổn sau khi đi tới trung tâm chỗ trống trải lão giả hướng bốn phía đánh giá vài lần rồi trên mặt hiện ra một vẻ cổ quái nếu ta cũng đã đi ra thì đào hữu cần gì phải trốn trốn tránh tránh nữa ẩn nặc đột pháp này là không có cách nào giấu chiếm được lão hữu lão giả không nhanh không chậm nói ánh mắt dừng lại chột chỗ không có bóng người nét mặt cực kỳ bình tĩnh hừm nghĩ không ra thần thức của người không kém chút nào bạn tự sư vốn định cho người ngạc nhiên một chút như xem ra không cách nào được rồi từ vị trí kia truyền đến một tiếng nam tử hừ lạnh tiếp theo là ô quan chật lóe pháp sĩ cao gầy thân hình hiển lộ ra chỉ là người này sau khi lộ ra thân hình thì không nói gì hai tay chà xát rồi đột nhiên nhìn lão giả dương lên nhất thời hơn thập đạo mẫu chỉ hắc mang giống như là mưa ra bắn nhanh ra đem lão giả họ mã bao ở trong đó các lão giả họ mã cùng cao gầy pháp sĩ hơn trăm trường trong sương mù trọc mi đại hán không chút thay đổi trần mất những người trước mắt một thân toàn liệt hỏa chính là cuộc diệu Người này mang trên người hỏa diễm chỉ cường đem sương mù phụ cận dần dần hóa thành hư không làm cho phạm vi 30 trượng rõ ràng trong sáng. <laughs> người cho rằng có thể ngăn được ta là có thể cứu được vị đồng bạn kia. Âm uhm, thượng sư linh thuật lợi hại, tu sĩ các ngươi làm sao mà biết? Cuộc chịu nguyên vốn định len lén lén ra phía sau lão giả để cùng cao gầy pháp sĩ hợp công đánh lén. Không nghĩ rằng lại bị trọc mi đại hán trước mắt nửa đường ngăn lại tự nhiên trong lòng cực kỳ căm tức. Các hạ có lòng quan tâm đến người khác, tốt hơn hết là ngậm lai làm thế nào để tự cứu đã. Hôm qua đánh một trận mà đào hữu nguyên khí chưa hồi phục, người chỉ sợ cũng là hao tổn không ít linh lực. Chỉ sau một buổi tối hơn nữa mới vừa rồi là chủ trì linh thuộc đại trận đồng dạng tiêu hao lại lượng linh lực. Trừ phi có nghệ thiên bảo vật giúp người, nếu người hẳn là cũng không suy yếu không ít. Đại hán căn bản không dao động ngược lại hai mắt mị mị nói. Sau khi há mồm, một cây bạch đoạn côn từ trong miệng phun ra, sau khi xoay quanh người một cái thì có chút rung lên. Từ bảo vật này, bạch quan đại phóng bắt đầu là sáng cháy mắt. Cuộc chịu thế cảnh này, mặt hiện lên vẻ khinh thường đang muốn thi triển thần thông ứng địch thì sắc mặt đột như đại biến. Chỉ thấy linh quan đối diện nhan sắc này bắt đầu thay đổi, bạch quan lại dần dần hóa thành là kim hoàng chi sắc, đồng thời một đạm kim sắc quái thú ảnh tự hiện ra trên đoạn côn cấp. Xem hình tượng lại văn vất như một con cự đại kinh hoàng cự đầu. Thân hình mặc dù là không có khoa trương như cự tê nhưng cũng là cao năm sáu trường hơn nữa nhìn kỹ, dưới thì là con vườn này có bốn cái. Lỗ tai mau, nhung nhung, tướng mạo xấu xí hùng ác gì thường hiện hình đi ra, hai tay đấm ngược ngửa mặt lên trời rít gà một tiếng, tiếp theo cúi đầu hung hăng trình mắt nhìn cuộc chịu đối diện. Khí linh, pháp bảo của ngươi đúng là khí linh chỉ bảo, cuộc giữa sau khi thấy rõ bóng dáng của quái thú này thì rốt cuộc thất thanh kêu lên. ha <laughs> Đây là lần đầu tiên từ khi lục mộ có được tứ nhĩ kim viên khí linh trước mặt người khác hiển lộ. Các hạ nếu bị mất mạng vì bảo vật này thì cũng không có gì phải oán giận. Đại hán họ lục trên mặt sắc khí chật lóe hai tay bất quyết. Cự viên thân hình gần lộ rõ, cây đoạn côn nọ cũng là trong nháy mắt à, cao vọt hơn 10 trượng. Cự viên này lại giống như yêu thú thực sự tồn tại không chút nào chần chờ. Đem gậy đại côn ôm ở trong tay, sau đó người hóa thành một đoàn kim quang hướng đại hán đối diện không tự đánh tới. Nữ từ áo xanh, con cùng có gầy pháp sĩ và cuộc diệu ở cùng một chỗ. Mục tiêu của nàng rất đơn giản là bằng vật tự thân, thần thông lao thẳng vào trong trung tâm đại trận. Đem phát trận phá đi thì đại trận này tự nhiên dễ dàng bị phá. Đương nhiên trước đó nàng phải giải quyết một gã tu sĩ mới được. Từ khi vừa tiến vào sương mù, nàng cảm thấy rõ ràng có một tia thần thức như có như không quấn quanh trên mình. Bằng và thần thức mơ hồ cường đại không chỉ nguyện anh hậu kỳ của nàng, cường đại thần thức này cũng không thể hoàn toàn che đậy được. Điều này làm cho nữ nhân này rùng mình đồng thời đối với thanh niên tu sĩ kia sát khí đại thịnh, Loại tu sĩ thân hoài nhiều loại quỷ dị thần thông này nếu không mà diệt trừ sớm thì rất có thể trong trận đại chiến sau này làm phát sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cũng may tên tu sĩ kia tự hồ đối với thần thông của chính mình tự hồ còn có chút tự tin nên dĩ nhiên không che giấu vị trí của mình, hiện như là muốn thu hút chú ý của phát sĩ Nguyễn Anh Trung Kỳ như nàng. Điều này làm cho nữ nhân trong lòng kỳ lạnh vài tiếng rồi hướng đến người này phi độn đi. Cảm ứng được tên thanh niên tu sĩ kia cách mình tới là trăm trường, áo lục nữ tử trên người bạch quan nội điểm, độn tốc thông thả tiến đến. Mặc dù nàng đối với chính mình tin tưởng mười phần nhưng mà cũng có chút không rõ đối phương chứ tình huống không có bảy rập gì, làm mà mũi cố ý dùng đối phương giao chiến. Nữ nhân này do hai tay hướng túi trữ vật nhẹ nhàng vỗ, một quả thanh châu to lớn còn nắm tay bỗng nhiên hiện lên ở trong tay, đem thanh sắc viên châu ném lên trên đỉnh đầu rồi tiện tay đen một đạo pháp quyết lên trên. Nhất thời, bảo vật quang mang bắn ra bốn phía, vô số thanh sắc quang ti phun ra xa, trong nháy mắt đem sương mù trong phương viên hơn trăm trường hóa thành một luồng gió xanh. Sau một hồi quay cuồng sương mù giờ đặc biệt thổi tan ra, khu vực phụ cận trở nên rõ ràng quan đảng Nữ tử áo xanh khẽ nhíu đôi mi thanh tú, chỉ thấy cách xa hơn 10 trượng có một gã thanh bào thanh niên yên lặng đứng ở nơi đó không ngừng nhìn này từ trên xuống dưới, trên mặt không nổi chút biểu tình. Đúng là hàng lập đã chờ từ lâu. Nữ nhân này trên mặt hàng quang giật lóe, xong một lưu chuyện cùng thần thức xung quanh đảo qua. Theo sao mặt mày nhỏ nhỏ lên lên trời, chỉ thấy trên trời cao hơn 10 trượng có một đoạn xám xám kim vân vô thành vô tức trên nỗi lơ lửng. Nữ tử này sau khi ngưng thần nhìn kỹ rõ ràng là chân diện một đám kim vân kia thần sắc đại biến. Vệ kim trùng, tên tu sĩ có được linh trùng dĩ nhiên là ngươi. Nơi từ áo xanh nhẹ thở ra một hơi, ánh khẩu thì thào nói như sau trong đây mắt đẹp, vẽ ban hàng càng đậm đà. Tu sĩ mộ lăng nhân có thể biết được kim trùng này nhiều như vậy, thật làm cho hàng mộ có chút ngoài ý muốn. Hẳn là tu sĩ thoát khỏi tay ta lần trước đối với các hạ. Hàng lập trong lòng ngẩn ra nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc thản nhiên nói, Tiên Phong bộ một thượng sư nhục thân bị hủy ở trong tay ngươi sao? Nữ tử không có trực tiếp trả lời, hàng lập mà hỏi ngược lại. Một thượng sư có phải tên pháp sĩ lần trước sử dụng ngựa phong sa truy đuổi ta không? Nếu là người này thì đúng là nhục thân bị ta hủy diệt. Nếu không phải nguyên anh chạy trốn thì rất nhanh thì ta nguyên bản vẫn còn muốn làm cho hắn hình thần câu diệt nữa, chẳng lẽ nghi muốn thay hắn báo thù? Hàng lập nét mặt không tức giận trong miệng bình thản trả lời, nhưng trong lòng lại lập tức nâng cao phần cảnh giác. Nữ tử này nếu biết sự tồn tại của kiềm lang ban diệm cùng phong đôi sĩ thì xem ra không cách nào dùng phương pháp kỳ tập. Đối phó với nữ nhân này có vẻ có chút khó giải quyết. Nếu không dựa theo kinh nghiệm đối phó đã sử dụng với vài tên nguyên anh tu sĩ thì hẳn là có thể xuất kỳ bất ý. Dùng phong đối sĩ áp sát đối phương, sau đó sử dụng kiềm lam băng diễm đem đối phương nhất cử đóng băng lại. Một thượng sư nhục thân bị hủy là do tu vi không tin, việc này có cái gì là oán giận. Bất quá các khả có thể khu sự phệ kim linh trùng hơn nữa là thần thông nhiều như thế, thì hôm nay nói gì đi nữa cũng không thể thả người rời đi được. Nữ tử áo xanh khuôn mặt tú lệ trầm xuống, hai tay muốn nhanh bắt quý trên người bạch quan chấp động một cái bạch địa đoàn mang tràn pháp rảo từ bên người hiện lên ngay phong mà động. Theo sau nữ nhân này khẽ nhích tay một cái đàm hoàng tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay. Cái đỉnh này tự hồ là do một loại linh mộc nào đó luyện chế thành to cỡ là ba 4 tấc cổ sắc của Hương, mặt ngoài có điêu khắc một số ký hiệu chữ ngữ khó hiểu. Hàng lập thần thức sau khi cảm ứng được thì trên mặt khẽ biến. Vẻ kim trùng tuy là thượng cổ kỳ trùng nhưng mà bồi dục thành thuộc, cơ hồ không cách nào bị diệt có khả năng cắn nuốt vạn vật, nhưng lại có thể bị loại bảo vật này một ngọc cấm chế vây khốn. Trùng hợp chính là bà thượng sư trước kia có giao hảo với một vị đột ngột tu tiên giả cùng với khu sử vẻ kim trùng nên là cố ý tìm được cái hoàn linh đỉnh này để chuẩn bị ứng phó với khu trùng thuộc nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chánh chủ là không có đụng tới mà hết lần này đến lần khác đụng vào vị thiên nam tu sĩ cùng khu sử vệ kim trùng này nếu không vệ kim trùng của ngươi mặc dù còn chưa chuyển hóa thành thuộc nhưng mà số lượng đông đúc như thế thì thật đúng là khó có thể đối phó Nữ tử áo xanh trong miệng lạnh như băng nói tay đang khiên dẫn bảo vật lại là không chần chơi chút nào, hướng tới cái đỉnh màu vàng lắng tay nghe. Một đỉnh nhất thời linh quan đại phóng, một đoàn hào quay sắc tráo như ẩn như hiện từ trên đỉnh hiện lên, đem thân hình nữ nhân nẹp bao ở trong đó, còn có người có vẻ kim trùng. Vừa nghe như thế, hàng lập trong lòng chấn kinh, khóe miệng sau khi miếm lại thì thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Các hạ không biết ư, phệ kim trùng là tử địch của mộ lăng như chúng ta, đồng thời là thánh trùng của đột ngột. Tổ tiên bọn họ tốn hao bao năm tháng mới cuối cùng bồi dục ra được là hơn 10 con thành thục. Từ trước chỉ có những tu sĩ kiệt xuất nhất của người đột ngột mới có tư cách kế thừa loại trùng này. Từ khi có kim trùng thành thục tới nay, không biết có bao nhiêu pháp sĩ chúng ta bị thôn vệ, nên sớm bị mộ lăng như chúng ta hơn thấu xương. Người cũng có được vệ kim trùng nhưng lại nhiều thế này, mặc dù còn chưa thành thục nhưng tùy không cho phép người đem chúng phát tán rộng rãi. Nữ tử áo xanh mà không chút thay đổi nói xong, lại hướng tiểu đỉnh cầm trong tay hướng lên đỉnh đồng một cái. Tiểu đỉnh sau khi quay tròn trên đỉnh đồng một trận, thì hoàng quang chợt lóe đại phiến hoàng hà mờ mờ từ trong đỉnh điên cùng phun ra trực tiếp hướng tới đám trùng vô đánh tới. Hàng lập sau khi nghe nữ nhân này nói trên đời đã có thành thuộc về kim trùng thì có chút trợ mắt hốc mồm. Nhưng mà sau khi nghe được khẩu khí bất thiện thì lập tức bình ổn tâm thần đem mọi phiền não vứt bỏ. Thấy đối phương khu sự đỉnh trung một linh khí sáng mờ trực tiếp công kích về kim trùng hắn trong lòng trầm xuống nhưng lập tức nét mặt sắc khí chợt lóe lên hướng đám kim trùng trên đầu điểm chỉ Chỉ nghe tiếng ông minh nhất hưởng kim sắc trùng vân lập tức lại giải tán hóa thành vô số đóa kim hoa hướng bốn phương tâm hướng bắn nhanh ra trong nháy mắt về kim trùng hóa thành vô số tiểu con biến mất trong hải vụ tứ phía không còn thấy bóng dáng hoàng sắc hào quang tự nhiên đánh vào khoảng không Nữ tử áo xanh thế màn này đầu tiên lần ngẩn ra rồi đột nhiên nhớ tới cái gì thần thức vị vàng hướng về sương mù bốn phía quét tới. Một lát sau nàng nhíu mày trên mặt như phủ một lớp sương lạnh. Người chỉ như chị Huy về kim trùng công kích các bác sĩ khác, nên nghĩ rằng ta cho ngươi là phân thần làm việc này ư. Nữ tử lại còn chưa dứt lời thì đem bà sắc đoàn pháp bảo trên người đem tới hàng lập. Bạch mang pháp bảo sau khi xoay quanh một cái thì chợt hóa thành một con chim lớn vỗ hai cánh lớn chừng là 10 trượng, hai mắt như hoa hồng, lợi trảo đen thui, hai cánh vỗ một cái sau khi bạch quan chấp động đem tuyết điều trong nháy mắt đã biến mất, nhưng mà sau một khắc đã xuất hiện trên đầu hàng lập. Sau khi kêu lên một tiếng thế thế, yêu cầm này bỗng nhiên hạ xuống đôi lợi trảo nhằm thẳng thiên tinh cái của hàng lập tung tăng đánh xuống. Tốc độ cửa điêu nhanh như vậy làm cho hàng lập cả kinh không kịp suy nghĩ nhiều nâng tay lên, tiếng sấm chợt khởi, hơn 10 tinh tế kim hồ từ lòng bàn tay bắn ra hóa thành kim sắc đại phòng hướng lên không trung nên đón, đem bạch điêu bao vây ở trong đó, bạch điêu thấy vậy trong mắt khuôn quan chợt lóe hai cánh rung lên, tiếng sẽ gió truyền ra vô số phòng nhận màu trắng từ kinh cánh bắn ra đánh tới kim võng. Âm 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 thanh bạo liệt phát ra, kim quang cùng với bạch quang mang ban vào nhau. Phong Nhận tự nhiên uy lực dĩ nhiên không phải chuyện đùa, vừa tiếp xúc với Kim Võng mặc dù đại bộ phận Phong Nhận bị phá thành mảnh nhỏ nhưng vẫn còn hơn 10 cái Phong Nhận phá võng bay ra hướng hàng lập bay nhanh đến. Còn ương khổng lồ cũng theo Phong Nhận mạnh liệt đè xuống. Ồ, oh, Lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng mà trên mặt không mất chút biểu tình. Mười ngón tay liên tiếp búng hơn mười đạo thanh sắc kiếm ký rời tay bắn ra. Đèo phong nhận đó chặn lại theo sau bàn tay vừa lộn một mặt lam sắc tiểu thượng hiện ra trên tay. Sau khi mà thoáng đông một cái tiểu thượng trong ánh lam quang lập tức lớn hơn gấp mấy lần hóa thành một tấm cự thuẫn rộng mấy trường. Cơ thủ này mặc ngoài có lam sắc oánh quang lưu chuyển không ngừng như nước chảy vàng phức như là do chất lỏng ngừng thành mà thoạt nhìn thì phi thường kỳ lạ. Sau khi đánh tan nát phong nhận thì thanh sắc phi kiếm không khách khí hướng cự điêu chém tới. Tuyết điều không chút sợ hãi cánh tay vỗ một cái đem thanh sắc kiếm khí đánh cho nhộn nhạo ra. Theo sợ mạnh mẽ lao xuống, lợi trảo hung hăng bắt lấy lam sắc cửa thuẫn. Hàng lập hừa lạnh một tiếng, tay chỉ cửa thuẫn điểm một cái, quang hoa đài phóng lợi trạo giống như đánh lên trên mặt nước tạo thành một làn sóng gợn lan truyền ra xa, cự điêu chợt lóe lên thân hình vọt nhanh đi. Nhưng chỉ trong phút chốc, công phu trì hỏa này hàng lập trong mắt hàng quan chợt lóe tay kỳ dương lên, một đào đoàn hắc quan từ miệng bắn ra rồi lập tức hóa thành một đại hắc hồng sắc cự thú to hơn một trượng như sách đánh không kịp bưng tay chụp xuống. Bàn tay nọ đem thân hình mạnh mẽ của cự điêu bắt được trong tay, Phúc suy âm thanh của âm hỏa trong nháy mắt từ năm ngón tay trên bàn tay khổng lồ đài khởi, hát sắc hỏa diễm đem cử điêu bao vào trong tay, Cửa điêu cất tiếng gáy tê lưu không ngừng liều mạng mà chống cự, thiết cầu cùng với mỏi nhọn vang phất là như quắp như mỗi không ngừng. Hàng lập thấy bàn này trong lòng có hơi chút buông lỏng, ngẩng đầu nhìn nữ tử đối diện liếc mắt một cái, Nữ tử áo xanh đối với việc này bị cự điêu coi như là không có nhìn thấy, ngược lại sắc mặt ngưng trọng thấp giọng đập một loại thượng cổ chú ngữ nào đó. Hàng lập đắng nghe hồi lâu thấy chú ngữ cực kỳ có tối nghĩa khó hiểu thì trong lòng không khỏi ngẩn ra. Theo sau lại thấy nữ nhân này mười ngón tay tách ra tạo hình như là hoa sen. Bên trên có một đoàn bạch quan chấp động không thôi, mơ hồ nhìn như có nụ cười của đó hoa muốn phóng ra. Rõ ràng là một đóa bạch liên đang chậm rãi thành hình, đây là cái gì? Hàng lập trong lòng cả kinh, mặc dù không biết đối phương đang làm cái quỷ gì, bớt quá có thể khiến cho một cả. Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ cần thời gian dài như thế đọc chú ngữ thúc giục thì khẳng định không phải là chuyện đùa. Nói cái gì đi nữa thì cũng không thể để cho đối phương thuận lợi làm phép thành công như thế. Nghĩ tới đây, hàng đập sắc mặt âm trầm vuông tay áo hơn 10 thanh sắc phi kiếm từ cổ tay áo như là ngư dụ bay ra, sau đó liên tiếp cùng nhau hóa thành một mảnh thanh sắc hà quan kiếm khí. Kiếm khí như bao trùm thiên địa siêu nhiên hướng phía đối diện bay tới thời dịp này. Hàng lập đã khoát tay nhìn cửa điêu đang giằng co với bàn tay khổng lồ như nhà đánh ra. Hắc hồng cự đại bàn tay lúc này năm ngón tay nắm lại, dùng sức đem con chim khổng lồ túm kéo xuống trong chớp mắt đem tới ngay trước mặt của Hàng Lập. Hàng Lập không chút nghĩ người há mồm đem đoàn lam băng sắc diễm phun ra bắn trên người cự điêu đang không ngừng dễ dụ. Phụt một tiếng vang lên, băng diễm vừa tiếp xúc với cự điêu. Thì nháy mắt trên người, một tầng lam quang hiện lên đem phía ngoài như là ngưng kế thành băng nhưng mà vẫn duy trì điêu một tròn tròn, ra sức dễ dụ trong rất sống động. Hàng lập nét mặt vui mừng, ngay sau đó là đang muốn có cựu đồng khác thì đột nhiên nghe thấy một trận tiên nhạc rõ ràng. Từ đối diện truyền đến, tiếp theo là một đạo bạch ma cực kỳ trái mắt một phát. Một màn bạch sắc quan mạc chưa thật đem phương viên hơn trong trường bao lấy, hàng lập thấy cảnh này. Thầm kêu bất khảo vội vào thay đầu nhìn lại, Nhìn thấy một màn kỳ dị phía đối diện, nữ tử áo xanh trong miệng đã ngượng niệm chú ngữ nhưng vẫn là giữ nguyên tư thế. Chỉ là bài sắc quan ly trong tay không có. Chẳng những đã triển khai xong mà đã đang phiêu đạt ở phía trên cách đỉnh đầu nữ nhân hơn một trượng phát ra bài sắc linh quan trái mắt. Mà thanh trúc phong vân kiếm hắn thả ra biến thành thanh hà giờ phút này đang dừng lại ở trước người nữ nhân này. Hơn 10 trượng liều mạng bay múa xung quanh nhưng phản phức như bị một cái vô hình bình chướng chặn lại. Càng vã không cách nào tới gần, hàng lập hai con ngươi không khỏi co rụt lại. Bạch liên nọ thoáng nhìn cũng không phải là do bảo vật nào đó biến thành, mà hoàn toàn do tự thân pháp lực ngưng luyện hình thành, lại có uy lực như vậy thật sự làm cho hàng lập cảm thấy kinh ngạc. Bất quả ý niệm kinh ngạc chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn rồi sắc mặt trở nên là âm trầm hít thở một hơi. Cánh tay phải bỗng dưng là dựng thẳng lên phía ngoài bao phủ bảy một tầng, đạm đạm hắc khí. Hắc khí cực kỳ sống động, tiếng lui không ngừng dần dần trở nên dày đặc. Khi nó trở nên là đen nhánh như mực thì hàng lạp trên hết mặt hiện ra vẻ trình trọng. Toàn bộ cánh tay nhanh chóng bành trướng trong giấy mắt trở nên là lớn hơn gấp là hai ba lần. Mặt ngoài thậm chí hiện lên là một tầng huyết quang cháy mắt đi ra lại được hắc khí bao phủ bên trong có vẻ vô cùng quỷ dị đúng là công pháp cho hàng lập tu luyện âm ma trảm lúc này đây hàng lập đành luôn biết được từ áo xanh một cái nói đến cũng khéo nữ nhân này cũng vừa làm phép xong đồng dạng ngẩng đầu lên đêm mắt sáng lưu động nhìn lại đây ánh mắt này cùng hàng lập trực tiếp gặp nhau rồi rơi vào cánh tay yêu dị của hàng lập trong mắt hàng quan chợt lóe đi hàng lập không chần chờ trong miệng quá khẽ một tiếng cánh tay vừa mới rơi xuống hướng lên hư không vung lên một đạo nửa hình tròn hắc hồng quang viếng từ cánh tay bắn nhanh ra, sau đó rời tay biến lớn hơn đến mấy trường. Âm thanh phá không chợt vang lên, quang viến phát ra một đạo trường vĩ mang lập tức là đánh tới là bạch liên linh quang. Nữ từ áo xanh đôi mi thanh tú giật mình lập tức hám mồm một đàn bạch khí trong suốt vung lên trên bạch liên. Nhất thời một tầng hoa sen ảo ảnh trống rộng từ bạch liên biến ảo ra như thật đem nữ nhân nệp ảo ở trong đó. Quang mang chợt lóe, quang viến hất trảm thủ bắn đến là liên ảnh. Ngay từ đầu dễ chàng xâm nhập vào trong nhưng một cũng chỉ có mấy trường thì độn tốc độ giảm đi rồi nhưng ở trong đó không cách nào nhúc nhích mấy mây. Nữ tử trên mặt hiện ra một tí đắc ý nhưng sau đó trong mắt lại đột nhiên biến đổi bởi vì hàng lập đối gì không nói gì mà tung ra một vật. Đồ vật này sau khi rời tay thì là nghen phong cuồng trướng. Trong nháy mắt hóa thành là một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn trăm trượng, khí thế hùng hùng nhằm hướng của liên ảnh để xuống. Tiên Trọng Phong, nữ tử này vừa thấy cự sau này hạ xuống thì trong miệng bật kêu lên. Cái này trong giới pháp sĩ cũng xem như là đại danh định định của bảo, hắn như thế nào lại không biết. Cho dù nàng có tu vi vương anh trung kỳ, nhưng bây giờ đối phương thi triển Phật môn bí thuật thì cũng tùy không có dụng khí đón đỡ. Nữ tử áo xanh không kiểu suy nghĩ nhiều, hai tay bắt quyết bạch liên và hoàng sắc trên tiểu đỉnh trên đầu. Trong ánh bạch quang liên kết cùng nhau rồi trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh phong từ trên liên ảnh biến mất. Sau một khắc, Ngoài chỗ sau hơn 20 trượng có ánh quang hoa chớp động rồi hiện ra thân hình nữ tử yếu điệu. Bóng đạm sắc liên ảnh chỗ cũ mặc dù không còn được pháp lực của nữ tử duy trì nên ảm đạm đi, nhưng vẫn chưa lập tức biến mất. Sau khi hắc sắc cửa sơn đè xuống thì không chống được chút nào bị phá thành từng mảnh nhỏ tan ra. Phong đồn thuật, Hà Lập trên mặt không có chút vui mừng nào, ngược lại sau khi thì thào một tiếng thì trong lòng âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới nữ nhân này lại có loại quỷ chỉ động thuật không dưới lôi đồn thuật. Trừ vì có thể đem đối phương bao vây trong tuyệt địa, còn thì là cơ hội không có bất cứ biện pháp gì có thể đánh bại đối phương. Bớt quá cho dù như vậy, Hàng Lập vẫn có ý định thử một lần. Hắn không quá tin tưởng đối phương thi triển phong đồn thuật có thể so với hắn thi triển phong đôi sĩ đã đến mức tùy tâm sử dụng chỉ cần hắn có thể áp sát đối phương thì bằng vào kiềm lam băng chìm uy lực đáng sợ cho dù bạch liên quỷ chị cũng rất có thể dễ dàng đánh trọng thương đối phương trong lòng suy nghĩ một chút nhưng hàng lập trên tay không chần chờ chút nào sai khí hắc hồng quang phiến cùng với hơn 10 đạo thanh trúc phong vân kiếm đã dây vây chiếm chỉ nhất thời mấy thứ này như ảnh phụ lập tức bắn nhanh đến nửa từ áo xanh đồng thời sau lưng hàng lập chợt vang lên tiếng sấm một đôi màu ngân bà sắc xí chợt lại hiện ra ở sau người Hai tay phun lên, làm Quang thủ trước người nhanh chóng thu nhỏ bay phục vào trong tay áo của Hàng Lập đồng thời hát hồng sát cửa thủ trinh đỉnh đầu vốn đang bắt giữ cửa điêu. Cũng lập tức vuông cửa điêu đã bị biến thành băng ra rời hóa thành là một đoàn hát quang, lao thẳng tới hướng nữ tử. Hàng Lập chấp mắt đồng, hai quả đấm vườn bay nhất xuất kiện một cái làm hòa trên bàn tay. Nhất thời thủ lam này phát sáng trái mắt rất yêu dị, Ngân sắc điện hồ chụp cuồng thiểm, Hàng Lập trong tiếng oanh minh chợt biến mất không thấy, không thấy hành động tiếp theo của Hàng Lập bên này. Nữ tử áo xanh thấy các loại bảo vật không ngừng được xuất ra thì cũng cảm thấy đau đầu. Nàng nguyên bản cảm giác được là một cả nguyên anh sơ kỳ lợi hại bất quá là do ỷ vào một loại thần thông quỷ dị. Mà các loại thần thông này cũng có hơn nữa là bị nàng khắc chế, hẳn là rất thuận lợi đem đối phương bắt được mới đúng nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt công phu đối phương tranh tiên xuất ra là bốn năm kiện thần thông bảo vật không nhỏ mà nàng trừ việc vừa mới bắt đầu phóng xuất ra pháp bảo biến thành cự điêu ra thì phần bị đối phương ngăn chặn công kích điều này làm cho mộ lan pháp sĩ vốn được tôn sùng như này trở nên là giận dữ nhưng nữ nhân này cũng biết đối phương có nhiều bảo vật hộ thân nếu chỉ dựa vào công pháo cùng với pháp bảo bình thường thì sợ rằng rất khó đại thương đối phương chứ đừng nói đến là diệt sát Lúc này, nàng thấy hàng đạp sau lưng mọc ra hai cánh rơi biến mất trong không trung, sau khi hừa lạnh rút cuộc quyết định là tổn hao một chút nguyên khí để thi triển đòn sát thủ nhất cự đánh cục đối phương. Bớt quá lúc này, nàng tự nhiên không thể để cho hàng lập thi triển lôi đồn thuộc giữa nhà áp sát. Nghĩa tới đây, nàng tâm niệm vừa động, bạch liên trên đỉnh đầu vừa rơi xuống đột nhiên nhập vào thiên linh cái còn còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, tân hình hàng lập trong thanh âm oan oan long long như sát đánh, điện hồ nhất điểm đã di động đến bên cạnh nữ tử áo xanh, khoảng 3-4 trường xa xa. Thân hình sau khi thoáng một cái, người đã đến bên nữ tử cách một khoảng một trường. làm Diễm chấp động rồi một bàn tay, chứa tia chớp lộ ra, rồi một tiếng đồng áp vào hoàng sắc hộ tráo trước người nữ tử. Tiêu đỉnh vắt ra một thuộc tính quan tráo, Hàn Lập có tám phần nắm chắc rằng là kiềm lam băng diễm một kích là có thể phá, phát thế công kích dễ dàng đắc thủ như thế trong vòng bảo hộ nữ tử áo xanh. Vẫn lơ lửng ở trên không trung không nhúc nhích, cũng không có thi triển phong đồn thuật tránh né. Hàng lập trong lòng rùng mình cảm thấy không ổn, đang lúc này từ người nữ tử trong quan tráo bỗng nhiên là toát ra nhu hòa nhũ bạch quang mang phiến phiến cánh hoa sen trắng nổi từ trên trán nam phóng ra hàng lập mới vừa là kích phá một tầng hoang sắc quan tráo thì đã bị một mảnh cánh liên hoa ngăn trở kết quả bạch quang lam diễm mới vừa tiếp xúc hàng lập chỉ cảm thấy cánh tay chấn động trong trước mắt là chỉ thấy là bạch quan hoa mịt mờ một mảnh, phản phức như bị cánh hoa sen nọ nhẹ nhàng đảo qua. Rõ ràng tác động của nữ tử rất là thông thả không nhanh nhưng mà làm cho hắn lại vô pháp tránh ra, trơ mắt nhìn phiến liên hoa nọ đánh tới trên người. Hàng lập trong lòng hoảng hốt, bịt một tiếng trước ngực của hắn nổi lên một trận đau nhất cả người một chút bị đánh bay ra. Sau khi bị bắn ra là hai ba mươi trường thì Hàng Lập mới miễn cường điều chỉnh được thân hình, có chút lay động ngừng lại, một tay ấn trước ngực vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ tử. Chỉ thấy trên tay áo lục nữ bây giờ đã nổ rộ là làm một đóa hoa sen to cỡ mấy trường, một mảnh phiến và sắc liên hoa bao bọc phía ngoài thân thể bốn phía chậm rãi lay động. Nữ tử áo xanh không có một chút gì mà đứng bên trong lạnh lùng nhìn Hàng Lập rồi sau đó các loại bảo vật công kích theo sau như thanh trúc phong vân kiếm tất cả đều bị cánh hoa này dễ dàng đánh bay cùng lúc đó biến ảo thành là ảo ảnh hoa sen tự hồ rất lợi hại lúc này hàng lập chỉ cảm thấy cuộc họng ngọt ngọt không nhìn được há mồm phun ra một khẩu tiện huyết hàng lập trong lòng âm thầm nhếch miệng đòn này thật không nhẹ nghe tới đây hắn thở ra một hơi tay đặt tại ngược chỗ bị trúng đòn và cùng cuối đầu nhìn lại trước bào trước ngược đã bị kích nát bấy lộ ra là tam sắc quang trạch bên trong cái này mặt ngoài có để ý ẩn nặc chiến giáp bên trong, chiến giáp này đã thấp lõm vào trong một miếng lớn, lại còn bị nứt ra mấy chỗ to cỡ bằng ngón tay cái, Hằng lập hít một hơi lương khí, chỗ đau nhất trước ngực tự hồ càng lúc càng đau. Hắn nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn nữ tử áo xanh liếc mắt một cái, kết quả vô lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nữ tử rơi trên chiến giáp đã qua, trên mặt lộ ra một tia thất vọng cùng kinh ngạc. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Hằng lập cho tay xé đột nhiên đem thanh bào trên người xé rách lộ ra đầy đủ trùng giáp uy vũ bất phàm. Theo sau, thanh quan chợt ré hướng tới chỗ tổn hai trên chiến giáp, năm ngón tay nhẹ nhàng đảo qua. Một mà có tin xuất hiện, chiến giáp nguyên bộ có mấy chỗ lõm cũng nứt dưới ánh thanh quan chiếu qua. Lấy mắt cường có thể thấy được tốc độ sửa chữa đột khởi, trong nghe mắt lại là khôi phục nguyên trạng giống như máy tinh. Nữ tử áo xanh sắc mặt là khẽ biến một chút, ánh mắt lộ ra về khẽ giật mình. Nhưng mà lập tức lại khôi phục vẻ lành như băng, trong lòng sắc ý đối với hàng lập tăng lên mấy phần, nàng không hề suy nghĩ nhiều, tố thủ trước mắt Năm ngón tay xòe ra rồi trong miệng phát ra tiếng chú ngữ tối nghĩa và một đoàn thanh quang từ cổ tay áo bay ra. Sau khi xoay quanh người một cái thì bay lên trong lòng bàn tay. Quang hoa thu liệm hiện lên một cái thanh đồng đăng, trong vô cùng cổ xưa, thậm chí quá cổ xưa đến mức mơ hồ biến thành màu đen. Nữ tử áo xanh nhìn ngọn đèn này liếc mắt một cái. Trên mặt mơ hồ hiện ra một tia không cam lòng nhưng rồi lập tức khôn hoang nhìn Hàng Lập một cái trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chứng kiến vẻ mặt này, Hàng Lập mơ hồ cảm thấy không ổn. Mặc dù không biết cổ bảo thánh đồng đang này lợi hại ra sao, nhưng mà loại bảo vật là ngọn đèn thì lần này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe được. Trong lòng sau khi các loại ý niệm chuyển động không ngừng, hàng lập trên người thanh quan giật lóe hóa thành một đào thanh hồng mạng thiên vũ, đem tất cả bảo vật thu về sau đó sau lưng hai cánh rung lên, bóng người biến mất trong tiếng sấm. Sau một khắc lại xuất hiện trước cự điều đang bị hóa thành băng, hàng lập không chút khách khí vương tay cả người đang trong tiếng oanh minh phi hành nhằm hướng phương của sương mù về đặt bên cạnh, không chút do dự tiếng vào nửa từ áo xanh, cái miệng nhỏ nhắn mở to, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng từ khi tu vi đại thành đến nay không biết đã cùng bao nhiêu đối thủ lợi hại đấu pháp qua, nhưng chưa thường cao giải tu sĩ nào lại chưa bại mà không chút cho dự xoay người mà chạy. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bớt quá nữ nhân nàng nhìn thấy hàng lập đem cửa điêu chạy đi thì lập tức kinh sợ, tỉnh táo lại sau khi trong miệng quát lớn thì là cước chậm bạch liên, tay cầm cổ đăng. Người hóa thành một cổ kinh phong theo sát đuổi theo đồng dạng cũng tiến vào sương mù đã không thấy bóng dáng nhất thời ở trong vụ hải ngân hồ thanh quan trước sau chấp đầu không ngừng mà tiếng sấm cùng với tiếng kinh phong của không ngừng hỗ trợ nhau trong nháy mắt bị hàng lập dẫn dụ nữ tử áo xanh đã được dẫn tới một địa phương xa lạ ở nơi khác, hàng lập trên người ngân quan chật lóe thân hình dừng lại. Sau khi cúi đầu xem lam sắc băng điêu trong tay một lát, hắn cười lạnh một tiếng trong bàn tay đột nhiên kim hồ chật lóe, băng điêu bị phá vỡ ra. Thân hình của tuyết điêu cùng với băng tiết, cùng nhau vỡ thành vô số phiến, mấy từ trong gió nhẹ hiện hình đuổi theo. Nữ tử áo luộc vừa thấy cảnh này sắc mặt ngẩn ra nhưng lập tức cười lạnh vài tiếng. Chân ngọc giảm lên bạch liên nhất thời trên hoa sen cùng phong khởi đem sương mù phù cận thổi tan không còn một mảnh. Hàng lập hai tròng mắt khép hờ, dương ảnh mắt bất thiện nhìn đối phương bình tĩnh nói. Đạo hữu không đau lòng bị bảo vật bị hủy hay là đạo hữu cho rằng hành động của tài Hà căn bản không cách nào hủy diệt bảo khố này. Nói xong lời này, hàng lập chậm rãi hướng ở không trung, nhìn màu lam băng tí quỷ dị rơi xuống. Người nói cái gì? Áo lục tự tự thản nhiên trả lời, tiếp theo đến bên người hàng lập điểm một chỉ. Nhất thời tảng băng bên cạnh Hàng Lập vỡ ra, đồng thời vô số ánh sáng màu trắng từ trong băng tiết ra. Hàng Lập ngẩn ra nhưng mà lập tức dương tay một mảnh thanh hà rơi tay bắn ra, hướng đến điểm quang mang. Phục vừa, vừa bắt đầu ánh sáng màu trắng từ lam băng ra. Đều hóa thành là linh quang màu trắng sữa hướng nữ tử bên kia xông đến, thành hạ rơi qua, không thu hoạch được gì. Hàng lập thấy một kích không có đắc thủ, sắc mặt trầm xuống, cùng dần tay không đàm chuyện vô công, chỉ là thợ ơ lạnh nhạt nhìn qua. Linh quang vọt tới trước người của nữ tử, lập tức hội tụ lại trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo ánh sáng trắng to bằng cái đầu. Nữ tử áo lục thần sắc thản nhiên, một đạo pháp quyết đánh tới bên ngoài. Bạch quang trái mắt chấp động, một tiếng điêu minh từ trong quang đoàn lập tức truyền ra. Tiếp theo, quang đoàn biến dài, tuyệt sắc cự điêu sống lại trong mắt của Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy nhớ mày nhưng mà lập tức chú ý tới cự điêu khí sắc không giống như là ban đầu, tinh thần mười phần, ngược lại có vẻ có chút ẻo ỏi Thấy vậy Hàng Lập lộ vẻ suy nghĩ, Xem bộ chán mới vừa rồi hành động diệt sát khí linh cũng không phải là không có hiệu quả. cự điêu cũng không phải là bất tử thân, tin tưởng chỉ cần 10 lần. Diệt sát, cựu điêu đủ để cho tăng thành mây khói. Cô gái thấy bạch điêu có chút suy yếu, không nói hai lời mà ngoắc lại. Nhất thời, hai cánh tuyết điêu triển khai phóng lên cao trong không trung lăn động một cái, hóa thành một mảnh vải trắng nhẹ nhàng hạ xuống. Khi rơi xuống thì người nữ nhân biến mất không thấy bóng dáng. Người đột nhiên nghĩ chân không trốn cũng muốn dựa vào khí linh đánh nát phá bảo ta, chọc giận ta. Xem vậy hẳn là có chuẩn bị ở phía sau. Nữ tử một tay đưa ra, phất phất mái tóc trên đầu vai, lạnh lùng hỏi một câu. Vừa nghe vậy, Hàn Lập có ý ngoài ý muốn, nhưng mà sau khi im lặng, ánh mắt chấp động nói. Đã hưởng một khi đã biết, còn đuổi theo, xem ra trong tay đúng là có bảo vật. Tin tưởng mười phần, chẳng biết có thể chỉ giáo lại lịch gờ cái điền này. Cô bảo dạng đèn, tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nói xong lời này, Hàn Lập mắt cô không chết nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Không thể, hay là làm cái quỷ hồ đồ đi, Nữ tử trầm xuống không chút khách khí nói, sau đó một đoàn anh hỏa từ trong miệng phun ra, phun lên trên đồng đăng, một đốm lửa phát ra, từ từ phát sáng trên đèn. Hàng lập thở dài một hơi, hai tay thông dong lật ra, sớm đã chuẩn bị cho tốt, một trận kỳ màu xanh biếc cùng với một trận bàn hai màu xanh đỏ đồng thời hiện lên ở trong tay. Tâm ý rau sắc nhìn nữ tử một cái, hàng lập trước tin là đem tiểu kỳ hướng rời cao một tế, bay nhanh bắt ra là một đạo pháp quyết đánh ra, chú ngữ trầm thấp truyền ra. Trận kỳ quang mang chật lóe trong nháy mắt bào hé ra một đoàn lục vụ đột nhiên xuất hiện cao hơn 10 trượng. Một trận gió cuốn mây tan, vụ đoàn hồ hóa thành là một cái màu xanh bí phụ giao dài 10 trượng hơn hướng trúng giữa là nữ tự hung hăng đánh tới mà cùng lúc đó hàng lập bàn tay giữa trận bàn cùng thả ra quang mang hai màu xanh hồng hướng xuống chân mà áp xuống lập tức hóa thành một cổ xương trắng chui vào dưới chân biến mất lập tức tứ phía vụ biển một trận quay cùng bắt đầu khởi động từ đó bắn ra vô số đạo quang thi xanh hồng hướng phía nữ tự áo lục cuốn tới hàng lập vung tay áo một tiểu chung màu bạc đón gió cuồng trướng hóa thành một cái cửa chung vù vù xé gió vang lớn một bên thả ra sóng âm màu bạc một bên bị hàng lập túc dột hướng định đầu của nữ tự áo lục độn tới nếu không cách nào gần nữ tử vậy lợi dụng ngân chung tiến hành nằm vô hình công kích, nói không chừng là hiệu quả. Đương nhiên đối mặt với nữ tử áo lục với thần thông có lượng là hoa sen màu trắng cùng với là đồng đăng của bảo không rõ trong tay. Đoàn sát thủ chính thức của hàng lập cũng không phải là mấy cái này. Mà là ngân nguyệt sớm đã sử dụng thổ động thuật, lặng yên, ẩn vào mặt đất. Giờ phút này, Ngân Nguyệt đã đem tử vân đấu lặng yên triển khai, lấy nữ tử làm trung tâm bố trí tại bên ngoài, chỉ chờ này nữ tự hơi chút sơ sẩy sẽ đánh một kích ký mạng. Nữ tự áo lục mặc dù là không biết bên trên có người may phục nhưng hàng lập đã phát động hết thể cấm chế cùng với công kích, cùng chỉ xòe tay ra thanh quan lập loè yếu ớt phát ra, khóe miệng nổi lên nét cười lạnh. Nàng không chút hoang mang mà nhấc tay lên, dùng hai ngón tay ngọt hướng thanh đang bắt lấy một đóa hoa đăng to cỡ hạt đậu di động ngang, bị ngón tay kẹp lấy. Mà lúc này bầu trời phủ giao tứ phía quan tia xanh hồng, một mạng sóng màu bạc cơ hội đồng thời đánh tới phụ cận bên ngoài nữ tử nhưng lại không chút nào lo lắng chỉ là một cái chân ngọc nhẹ nhàng điểm xuống bạch liên nhất thời bạch liên bạch quan chất lóe hai um, bay nhanh xoay tròn cánh hoa bạch liên dần dần có rút lại trong nháy mắt đem mấy nữ tử này bảo hộ vào bên trong cấm chế biến thành vụ cha màu xanh biếc trước hết là bổ nhà vào quan mạc không chút khách khí há mồm một đạo màu xanh biếc vụ trụ cuồn cuộn ra khỏi miệng đánh tới bạch quan kết quả cánh hoa sen bị quang mạc nhẹ nhàng đảo qua đã bị một kích tan thành mây khói Quan ti xanh hồng theo sau đến tới, nhưng mà cũng bị chặn bên ngoài, chỉ có sóng âm tự hồ không được bạch liên, cánh hoa ngăn cản, lại trực tiếp không có vào trong đó về phần hiệu quả như thế nào, nhưng lại cũng không có cách phát đoán. Hàng lập thấy tình cảnh này cũng không chút khách khí trong mắt vội bất quyết. Thanh hồng quang ti không hề phát tác nữa, ngược lại cuốn lấy nhau tạo thành là một cái võng đem bạch liên ở trong đó. Cũng vào trong phút chốc bao vây một tầng vừa là một tầng, vụ quan cũng trống rộng đại biến, hóa thành là tảng lớn lục vụ đem bạch liên quan tơ tạm cùng bao phủ ở trong đó. Về phần ngân chung của phi đồn đến trên Bạch Liên được hàng lập toàn lực thuốc dột, ngân sóng bỗng nhiên tăng lớn ba phần, một sóng tiếp một sóng xuyên thấu qua cấm chế tiến công áo lục nữ tử. Trong lúc nhất thời, phản phất áo lục nữ tử trong Bạch Liên bị chế trụ, nhưng hàng lập thấy vậy sắc mặt không có vui mừng ngược lại con mày. Phản phất cái mà hàng lập lo lắng của không phải là không có, nguyên bổn Bạch Liên đóng chặt co rút lại chỉ hơn trường không chút dấu hiệu đã bị bung ra. Từ mảnh bạc quay màu trắng giống như là một lưỡi dao sắc bén chỉ là nhẹ chuyển vòng cái, lục vụ quan ti ở bên ngoài đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hàng lập thấy thế sắc mặt u ám mà nữ tự áo lục đứng ở trung tâm Bạch Liên trên mặt không chút buồn vui. Một tay nâng đồng đăng, tay kia thì cầm một cái nhìn từ đăng hoa màu xanh bình thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn hàng lập một cái, ánh mắt đục nhiên rơi xuống đỉnh cự chung màu bạc ở bên ngoài. Nó phóng tới sóng âm vừa lúc đem nữ tự giữ lại, đôi mắt đẹp lãnh sắc chợt lóe nàng đột như khoác tay đem thanh đàn hoa đưa đến cái miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi một cái phì một tiếng đàn hoa khẽ run chợt lóe lướt qua bàn tay nữ tử biến mất gặp sau một khắc, màu vàng cự chung trong không trung trống rộng bị ngày một cái quan cầu màu xanh quỷ chỉ bao ở trong đó. Nữ tử thấy vậy trong miệng lẩm bẩm, ngân chung mặt ngoài liền bốc cháy một màn ba chỉ không biết tên. Ngân chung gào thét một tiếng, bộc phát ra là chói mắt ngân quang. Trong nháy mắt công phu, ngân chung đã bị ngân diễm hoa tan. Màu xanh hào quang sau khi mà nghiền đát biến mất vẫn vô tung. Chứng kiến của bà bị hủy, hàng lập sắc mặt có chút trắng bệch. Mà lúc này áo lục nữ tử giữa tay một cái vừa lại được đồng đăng thuần thuộc tháo xuống một quả đăng hoa màu xanh. Sau đó đó không có hảo ý liếc hàng lập một cái hàng lập trong lòng thầm kêu không ổn không chút nghỉ ngợi sau lưng của phong đôi sĩ mở ra tiếng sấm xé gió vang lên trong giấy mắt biến mất tại chỗ nữ tự thấy tình hình như vậy không phải thèm để ý vẫn đem thành đồng xoa xoa bóp mời anh đào hé ra phun ra linh ký đang lúc này nữ tử quan chợp lóe hé ra một cái lưỡi ước chừng là trường màu tím hướng trên mặt đất hiện ra ngay lúc nữ tử sững số trong tiếng cười nhẹ của nữ tử tự, tự vọng với thể đánh không kịp vung tay đem nữ tử giữ lại Đạo hữu, một khi đã thích chơi lửa như vậy, bằng không nếm tự tử vân đấu, Ngọc Dương chân hoa tư vị như thế nào? Một thiếu phụ tuy đẹp, tại hoàng quan chấp động, từ phụ cận mặt ngoài hiện ra cười hì hì nói, nhưng trong tay không chút nào chần chờ, Dương Linh Một đã phát quyết đánh và tử vọng. Tự vọng quân diễm chật lóe một tầng thanh bạch nhĩ sắc dị hỏa trải rộng từ khắp võng thậm chí có vài thanh bạch xà đã hiện ra trong võng hung hăng đánh về phía bạch ly nữ tử Thanh Bạch Hỏa một chút đem Bạch Liên bao phủ lại, lúc này Hàng Lập đã cách áo lục nữ tử hơn 10 rượu, chỉ thấy tình hình này. Trên mặt mừng rỡ, hắn vùng tay áo 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ trên người bay tầng trời, xuất đạo pháp quý theo sát đánh ra, vi kiếm tại trời cao phát ra một trận rồng ngâm xé gió, hướng rung giang tù lại trong thanh quan hóa thành một bả cửa kiếm chừng là sáu bảy trường trường. Hàng lập tâm niệm vừa động, tiếng sấm xé gió nổi lên, màu vàng điện hình cung thô to từ mặt ngoài kiếm bắn ra. Kim hình cung quấn quanh, hóa thành một tiếng sấm, nhưng hàng lập còn không chịu bỏ qua, đột nhiên hấp kiếm một cái. Trong miệng phun ra một lũ kìm la băng diễm vừa lúc bắn nhanh tới cửa kiếm trên, lập tức cửa kiếm biểu hiện ra trừ nhìn như là kinh người điện hình cung là quan điểm màu lam nhạt như cần như có như không hàng lập trong mắt hoàng quan chợt lóe trùng kiềm này điểm một chỉ cửa kiếm rung lên hóa thành một đạo thanh hồn tiến đến bạch liên trong tử võng đang lúc này áo lục nữ tử đang bị tự thanh đâu bao lại cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nàng cực kỳ tức giận đột nhiên cầm trong tay thanh đăng hoa hướng đỉnh đầu đánh xuống thanh sắc đăng hoa từ ngọc thụ nữ tự phát ra thanh mang cháy mắt tiếp theo sau khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận thì một màn kinh người xuất hiện bên ngoài bạch liên nguyên bổn là thanh bạch hỏa diễm đang hung thiêu đốt nhưng mà vừa thấy đăng hoa xuất hiện lập tức hóa thành là lũ lũ hoa ti như vàng xuyên quy hãy chạy vào trong đó trong nháy mắt ngọc dương chân hỏa từ tử vân đó đã bị hấp thu không còn một mảnh trong khi đăng hoa vẫn bình tĩnh phiêu phù ở trên không chỉ là thanh quan bên ngoài càng thêm trái mắt. Áo lục nữ tử không chút hoang mang nhằm đăng hoa điểm một chỉ nhất thời, đăng hoa nhộn nhạo rồi đột nhiên hướng ngân nguyệt kinh phiêu bay tới Ngân nguyệt sắc mặt đại biến còn kịp suy nghĩ nhiều, nhằm tự vân đấu điểm chỉ một cái. Nhất thời tự vọng quang mang đại phóng tạo thành một cái, vòng ti che ở trước người. Đồng thời, bàn tay vừa lộn, hoa làm cổ bão vừa xuất hiện ở trong tay, lúc này thanh sắc cửa kiếm mang theo tiếng sấm xé gió bay tới trên đầu của nữ tử, theo sự thúc giục của pháp quyết lúc này từ trên không hạ xuống. Mà Ngân Nguyệt tự nhiên cực kỳ phối hợp, cái giỏ hoa mới vừa cầm trong tay hóa thành một đoàn bạch khí bảo vệ thân rồi hai tay bắt quyết, tự quan trá bầu phủ bạch liên đột nhiên ở trên khoảng không mở ra một cái pháp khẩu thật lớn. Cửa kiếm mà theo kim hồ cùng Lam Diệm Phượng Thế hướng xuống Bạch Liên phía dưới hùng hàng chém xuống, vừa thấy cửa kiếm thành thế kinh người như thế, áo lục nữ tử thân thể là khẽ biến, trên mặt lần đầu lộ vẻ ngưng trọng. Nàng do dự một chút rồi bất chấp công kích của Ngân Nguyệt, linh lực toàn thân đột nhiên lưu chuyển. Thông qua hai chân hư phân nửa chạy vào Bạch Liên, nhất thời cánh liên hoa vốn chỉ là một tầng này một chút tăng vào cấp mấy lần. Tầng liên hoa tưởng tượng là mở rộng ra hóa thành là quang mạc ngưng tụ cực dày lúc này nàng lại đột nhiên nhìn đăng diễm đang bay bên ngoài điểm chỉ khiến cho chúng lập tức bay trở về trên đỉnh đầu của nữ tử sau đó nữ nhân này cầm đồng đăng trong tay giơ lên cao huy động một trận thanh quang huyện ảnh xuất hiện hai hóa đăng diễm chi hoa lớn nhỏ khác nhau cùng đóa băng đầu song song chi động trên đầu của nữ tử trong nháy mắt gom lại cùng nhau hóa thành một quả đầu lâu thanh sắc hóa cầu lúc này cửa kiếm rốt cuộc là trạm đến là quang mạc do là cánh thiên hoa biến thành âm u u một trận nổ âm thanh lôi minh bạo liệt phát ra bạch quan kim hồ lam diễm mấy loài quan mang bất đồng đang vào cùng một chỗ mười mấy phiến cánh hoa sen cố nhiên và cực kỳ thần diệu nhưng ít tà thần lôi cùng với kiềm lam băng diễm cũng không phải là chuyện đùa có lẽ đơn độc một loại cũng không cách nào chế ngự được cánh liên hoa nhưng hai người đồng thời ra tay lam diễm phụ gia mặt ngoài cửa kiếm mượn thần thông của 72 mươi hai đào thanh trúc phong vân kiếm Kết quả dưới một trạm, liên ảnh mặc dù đã đau khổ cố gắng duy trì nhưng mà chỉ được một lúc là băng hội tan ra, hóa thành muôn vàng ánh tinh quang. Cửa kiếm không còn gặp trở ngại, lập tức cường hành đè xuống nhưng mà lúc này thanh sắc hỏa cầu nọ lại chậm rãi ngân đón. Hàng lập trong mắt hàng quan hiện lên. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi đối với thanh diệm quỷ dị của đối phương, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần xem kim lam băng diễm cùng băng diễm uy lực lớn nhỏ ra sao. Nhất thời cửa kiếm không chút chừng cho hạ xuống, và chạm lần này lại vô thanh vô tức, vô luận đạm kim sắc điện hồ hay là chí hàng kim lam băng diễm trong giấy mắt đều bị thanh sắc băng diễm thôn phệ. Tiếp theo, toàn bộ cửa kiếm cũng bị cuốn vào. Thanh trúc phong vương kiếm là bổn mạng pháp bạo của hàng lập tự nhiên cảm thấy cực kỳ linh mẫn. Toàn bộ cửa kiếm bị thanh sắc đăng chỉ bao vây trong giấy mắt, nhất thời trong lòng hắn chấn động, một cảm giác cực kỳ khó chịu. Cực nóng từ trong lòng bỗng nhiên dâng cao, theo sau nhiệt độ toàn thân, độ tăng vọt lên nhanh chóng, kể cả máu cũng là phản phất sôi lên. Hàng lập hoảng hốt, không chút suy nghĩ, liền vội vàng hai tay bắt quyết, nhìn cửa kiếm điểm một chỉ. Cửa kiếm phát ra một tiếng ông bên trời lập tức thanh quan chợt cuồng hiện hóa thành là hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm tứ tán bay phục ra. Nguyên tưởng rằng là chiêu này thì hẳn là có thể thoát khỏi, đăng diệm cổ quái nọ nhưng kết quả là hàng lập tập trung nhìn lại thì sắc mặt đại biến. Phi kiếm đồng dạng lại bị thanh kiếm điểm một cái, lập tức mũi khẩu phi kiếm lần nữa bị đăng diệm bao ở trong đó. Hàng lập sắc mặt âm trầm bất định, cảm giác thân thể không khỏe càng tăng lên, toàn thân cũng bắt đầu toát ra mồ hôi, trong lòng hắn kinh hãi cắn ra một cái mười ngón tay như sa luân muốn nhanh bắt quyết thần thức hóa thành hơn mười luồng à, tay trong nháy mắt thao túng vi kiếm hoặc phóng lên cao hoặc xoay quanh cố gắng thoát khỏi đăng diễn bao vây hắn chính mắt cũng nhìn thấy ngân chung của bà bị luyện hóa thành nước nên là nói gì cũng không dám để cho bụng mạng pháp bà bị hủy diệt nếu để xảy ra như thế mà nói thì nguyên khí thần thức như thế nào cũng bị tổn hao rất lớn. Lúc này Bạch Liên cánh hoa nguyên bộ đã bị hủy một lần nữa từ liên bàn dưới chân áo lục nữ tự sinh ra, lần nữa đem nàng bảo hộ ở trong đó. Nữ nhân này vẫn lạnh lùng nhìn phi kiếm của hàng là bị băng diễm bao đại cùng bộ chán dậy dù chật vào của chúng. Quẻ miệng nổi lên một tiếng cười, sau đó nàng cũng không cấp bách đồng thủ, bình tĩnh cho bốn mạng pháp bảo của đối phương bị hủy, tình cảnh tu vi tổn hao lớn xuất hiện. Nhưng một lát sau, vẻ nhếch mép cùng tiếu dạng của nữ tử này ngưng trệ trong mặt lộ ra một biểu tình kinh ngạc. Trận Đồng đang trong tay nàng không phải là phổ thông cổ bảo, nghiêm khắc mà nói thậm chí là không thuộc về nữ nhân này. Đây chính là một trong hai đạo truyền thừa chi bảo của mùa lan tộc. Nữ tử hỏi nhà sở dĩ có thể giữ bảo vật này là vì ngoài tu vi co tham gia, nàng còn là mộ lan độc độc đệ nhất như nữ pháp sĩ. Trọng yếu nhất là nàng cùng đột ngột, nhân thiên lang thánh nữ không sai biệt lắm cũng có thân phận rất cao cùng các cao giai pháp sĩ khác tôn trọng. Là một trong tam đại thần sư, ai thấy nàng cũng muốn lấy lễ đối xử cũng không có dụng khí có ý chậm trễ. Mà cái cổ bảo này từ sau khi đến tay nàng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nên khả năng sử dụng ngọn đăng này cũng có hạn chế. Số lần nàng có thể sử dụng kể ra cũng không nhiều, sao không dễ dàng vận dụng bảo vật này một khi vượt qua số lần quy định bảo vật này nhất định phải lập tức bị thu hồi bởi là giao phó cho vị chủ nhân có thân phận phù hợp hơn bởi vậy có thể thấy được mộ lăng nhân đối với bảo vật này coi trọng như thế nào bất quá tác dụng trọng yếu nhất của đồng đăng này cũng không phải là dùng để là cùng người đánh pháp mà là một loại tác dụng đặc thù khác đối với tất cả mộ lăng nhân vô cùng trọng yếu đương nhiên nếu dùng bảo vật này cùng người đánh nhau chết sống thì cũng không có gì bất lợi lịch đại chủ nhân vật cầm bảo vật này trong tay kích giết cường địch luyện hóa qua vô số bảo vật Vô luận của bảo hay là pháp bảo cũng bị ngọn đèn này sinh ra địa thanh sắc thanh diễm bao lại. Tuyệt đối không có cách nào chống đỡ được. Về phần một thuộc tính bảo vật tự nhiên thì bị hòa diễm này khắc chế nên trong chớp mắt sẽ bị hóa thành tro bụi. Nhưng mà rõ ràng nguyên bộ pháp bảo một thuộc tính phi kiếm của hàng lập đã bị đăng diễm bao bấy lâu này Thế mà ngay cả một tia dấu hiệu hóa thành tro bụi cũng không có. Điều này không khỏi làm cho nữ tử ngạc nhiên một hồi lâu. Nghe lúc nữ tử này đang chấn kinh thì trên đỉnh đầu tử quan chợt lóe một mảnh tử vân không chút dấu hiệu hiện ra. Nữ tử trong lòng cả kinh quay lại nhìn thì đúng là ngân nguyệt như cơ hội này phát động tử vân đấu kiếm mặc dù là nhằm phá khỏi một lần nữa đánh tới. Sau đó xoay tấm thân mảnh mai, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một cổ phấn hồng sắc hương phù từ trong miệng phun ra, trong giấy mắt đêm bạch liên bao phủ bên trong, áo lục nữ tử hừ lạnh một tiếng, đem đồng đăng trong tay một chút rồi chừng chừ một lúc nghĩ xem có nên tái vận dụng bảo vật này hay không. Mà tay kia dương lên, một mặt đạm hoàng sắc ngọc bội hiện lên ở trong tay nàng đang muốn kích phát bảo vật này đánh cho ngân huyệt một đòn lợi hại thì đám phấn hồng sắc hương phụ đột nhiên chớp động một trận dị hương đại khởi huyện hóa ra vô số tuấn nam mỹ nữ mọi người ôm ôm nhau làm ra những cử động cực kỳ thân thiết làm cho nữ nhân này đầu tiên là ngẩn ra rồi mặt đỏ tới mang tay Yêu nữ muốn chết, nữ tử tiếp ta sắc mặt xanh mé, hoàng mang từ ngọc bội trong tay chợt lóe, nhấp phiến hoàng hà nhi xuất. Trong một chút đem phấn phù thủy bay phá thành từ mạnh nhỏ không còn thấy bóng dáng nhưng là chỗ nguyên vũ ngân nguyệt đang đứng sớm đã không thấy người đâu. Nữ tự họ nhạc cười lạnh một tiếng đang muốn phát động thần thước tìm đối phương thì lại dường như đột nhiên như tới cái gì. Biến sắc mặt vội vàng nhìn lại hàng lập, chỉ cần một chút công phu ngân nguyệt quấy rầy, hàng lập sớm đã đem chúng ngư phi kiếm ngân kế thành cửa kiếm trường hồi lại ở trước người. Sắc mặt cương rộng nhìn chầm chầm không chấp mắt một chút nhưng mà thấy phi kiếm vẫn đang không có bị luyện hóa nữ từ họ nhà trong lòng hoảng sợ một trận nhưng tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi Lúc này hắn cầm trong tay đồng đăng, nàng không thể để cho hắn có cơ hội liều mãi tiếp theo nên là muốn trực tiếp dùng đăng diệm để hàm lập liên hóa. Nhưng hàng lập lại đột nhiên hai tay hướng trước ngực hợp lại, bàn tay úp bịch kính một tầng bạch sắc hàng quang, một bàn tay hiện lên ánh lam diễm chấp động, sau đó hé miệng phun ra một đoàn thanh khí bao hai tay lại. Phốc suy một tiếng, một đoàn tử sắc hỏa diễm to cỡ trứng gà bập bùng cháy trên hai tay của hàn lập, tiếp theo hắn giơ ngón tay điểm một cái. Tự diễm vốn đang rất nhỏ thì bạo liệt hóa thành một con tự diễm tiếu điểu trông rất là sống động. Dựng một cánh nhằm thẳng sắc cửa kiếm đang bị băng diễm bao vây trên không trung. Bịt sau một tiếng băng nhỏ, một màn nguy dị xuất hiện, tự diễm cùng với thanh diễm đồng thời tại mặt ngoài cửa kiếm bùng cháy lên. Hai lại quan diễm sau khi mà chớp lên trên thân kiếm, không ai nhường ai đang vào nhau cùng điều mạng cắt nút nhau. Trong lúc nhất thời vô pháp xem ra hoại diễm đang chiếm thượng phong, Hàng Lập cố như câu mày, sắc mặt âm trầm bất định và nữ tự hỏi nhà càng lại trở phát hốc mồm. Tự hỏa này có lai lịch gì mà có thể chỉ như có thể không sợ cổ đang bạo vật diễm nếu không tận mắt nhìn thấy nàng thật sự khó mà tin được hết thảy. Nhưng nữ tử này lập tức tỉnh táo lại trong lòng ý niệm chi sát hàng lập càng thêm mạnh mẽ ba phần. Người này mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà đã có chỗ nghịch thiên thần thông như vậy. Nếu để hắn tiến giai trung kỳ thậm chí là hậu kỳ thì chẳng phải là hoành tạo mộ lan thảo nguyên vô đối thủ hơn. Nghĩ tới đây, Ngọc Dung trầm xuống, cầm đồng đăng trong tay hướng lên trên ném đi. Bảo vật này vững vàng dừng lại cách trên đỉnh đầu mấy trường, tiếp theo sắc mặt trình trọng quanh chân ngồi xuống. Hai tay bắt quyết, mắt nhắm trong tay miệng lẩm bẩm. Dưới chân của Bạch Liên lập tức phát ra bạch quang cháy mắt, trên đầu đồng, đồng đăng tỏa ra thanh quang lập lòe, hai cái như cảm ứng trên hồ dĩ ứng. Nữ tự hỏi nhạc lần này thực sự xin quan tâm, mặc dù là một lần sử dụng tất cả số lần có thể sử dụng đồng đăng sau này, nhất định là cũng sẽ đem hàng đập xóa sổ không khỏi giới thiên nam tư sĩ. Hàng lập đồng chẳng chú ý tới cử động của áo lục nữ tử. Lúc này trong lòng âm trầm kêu xuống là âm thầm kêu khổ, rốt cuộc là xin thối ý. Hắn mặc dù còn có chiêu sát thủ tử la cực hỏa và huyết ma kiếm nhưng cũng không có chút ý tứ cùng nữ nhân này liền mặt ở đây. Áo lục nữ tử trước mắt cũng không phải là phổ thông huyện anh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng không nguyện thực sự cùng đối phương đồng quý vô tận. Nghe lúc hàng lập mới nảy sinh ý định này thì trong đầu thì đột nhiên, trong hải vụ đột nhiên có một nhân ảnh lóe lên rồi một người xông ra. Hàng lập cùng nữ tử vừa thấy người này cũng không khỏi ngẩn ra. Khi hai người vừa phân thần thì trên đỉnh đầu tử vân đấu biến thành là tử vân đột nhiên tại hữu chia ra. Một bạch quang như là xét đánh không kịp bưng tay nhằm đồng đang bay đi, bạch hoài giật lé lên thoáng một cái đem đồng đang cuốn vào trong quang nội sau khi xoay quanh một cái thì bạch quang cao thét một tiếng rồi hướng tự vân bắn nhanh quay về hàng lập vừa thấy cảnh này thì mừng rỡ mà áo lục lửa tự kéo bá một tiếng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt theo sau lộ ra cực kỳ kinh sợ đồng thời hai tay dương lên đại phiến bạch hào quang cuốn đi đồng thời bạch liên dưới thân cuồng chuyển trong nháy mắt liên ảnh như là núi tuôn trào nhưng trên đỉnh đầu tử vân quang nội chợt lóe làm cho qua bạch quan sau khi vừa hiện ra gặp tự vội võng thì rơi xuống. Nhất thời tử quan bạch hà cùng với thế đánh tới trên liên ảnh, trên không quyền đánh xuống là tiếng ngân nguyệt yêu kiều kỳ khanh khách. Tự vọng sau khi quang hoa thu liễm thì hiện ra thân hình cao gầy của ngân nguyệt. Nàng cất tiếng cười dài, tay nâng hoa lam cổ bảo trên mặt bạch quan chấp động, thanh đồng cổ đang bị nhốt vào trong bạch quan không cách nào nhúc nhích mấy may. Vậy đợi sau khi trở về đánh tan một tia linh tức của áo lục nữ tử trên cổ đăng thì cổ bảo này ai cũng có thể khu xử Hàng Lập tự nhiên đồng dạng cực kỳ mừng rỡ nhưng hắn còn chưa kịp lộ ra vẻ hưng phấn thì người lão đảo mới vừa xông ra nơi đây thì cũng thấy rõ trần đấu pháp giữa Hàng Lập cùng phải áo lục nữ tử. Lúc này xoay đầu nhìn Hàng Lập bối rối hô to lên. Hàng đã hữu chạy mau, mộ lan nhân thật sự đến rồi, lục đạo hữu đã bị giết rồi, nếu không chạy ngay thì không kịp nữa rồi. Người này đúng là lão giả dạ họ mã, chỉ là bây giờ phút này mặt tái nhợt, một cánh tay không còn thấy đâu, vẻ mặt sợ hãi. Bộ Lan nhân thần sư, Hàng Lập vừa nghe lời ấy thì bị hù dọa giật mình, vừa muốn cẩn thận hỏi lại thì lão giả cả người bạch quan chấp động rõ ràng có ý định phi động chạy trốn, không dám dừng lại chút nào. Nhưng vào lúc này, một cỏ tiếng thanh âm nam tự thản nhiên theo sát truyền đến. Muộn rồi, bổn thần sư đã tìm tới nơi này, mới vừa rồi hy sinh một cánh tay mới cho người cơ hội tránh được một kiếp. Lúc này đây, ta xem người còn có loại bí thuật nào chưa sử dụng không, sẽ không đem cánh tay khác cùng luyện chế thành thế thân khôi lỗi chứ. Thật sự mà nói, bổn thần sư thật có vài phần bội phục. Di vật này không phải là mộ lan nguyên minh đang chúng ta hay sao? Tiểu hồ ly này là lá cao công nhỏ, dám cầm truyền thừa chi bảo cùng mộ lan như chúng ta. Đây là vật khá để cho một cả yêu nghiệt như ngươi có thể chạm vào sao? Nam tưởng nọ và tốc độ thật nhanh, lời nói vừa mới bắt đầu tự hồ còn đang chỗ cũ nhưng mà trong giấy mắt đập phóng phức như ở gần trong gan tức. Mà từ cuối cùng tỏ vẻ hơi kinh ngạc chính là lời nói khi mắt thấy bạch hồ yêu thân của Ngân Nguyệt. Theo sau một đạo ngân mang từ hải vụ bắn ra, nhìn như không nhanh nhưng mà trong nháy mắt đã đến trước người Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt khuôn mặt xinh xắn trắng bệt, vội vàng phun tay lên, nhất diện tự sắc đại võng bằng không di động trước người, đồng thời thân hình không chút nghi ngợi ngã bắn ra. Nhưng mà đạo ngân hồng nọ thoáng bỗng hóa thành là ngân sắc đại thủ trong tay bắt lấy tử thanh đâu, đồng thời cách phía xa hơn là 10 trượng. Thân uh, thủ ngũ chỉ ác quyền không hướng tới là Ngân Nguyệt đang bỏ chạy nhẹ nhàng đánh một kích ngân nguyệt đang biến thành hoàng sắc độ quang thì là một đoàn ngân sắc bạch quang đi sau mà đến trước kích trúng lập tức kêu thả một tiếng độ quang tán tới đi xuống bất quá nàng cũng cực kỳ thông tuệ cắn răng một cái của nén gần đầu kịch liệt cấm cổ bão trong tay hóa thành là một đạo bạch khí ném cho hàng là phía xa xa muốn chết thành âm nam tử trong ngân thủ có chút tức giận quang mang chấp động ngân thủ phân thành hai trong đó một cái hướng hoa làm cổ bão mang tất cả đi một cây khác thì trực tiếp hướng lên trời cao rồi hạ xuống đầu ngân nguyệt hung hăng chụp tới đem nữ nhân này đánh nát bấy hai người động tác giống như là điện quang hóa thạch ngân nguyệt cực kỳ hoảng sợ vội vàng muốn vận chuyển linh lực thi triển đụng thuộc mà chạy nhưng mà trên người ngân nguyệt chật lóe dĩ nhiên không cách nào vận chuyển chút pháp lực nào hư không nhất kích của đối phương không chỉ làm nàng thương nàng mà còn đồng thời trên người đơn giản thiết hạ một cái tiểu cấm chế mặc dù cấm chế này phá giải rất dễ dàng nhưng mà lúc này đã căn bản không có thời gian để làm việc này Mắt thấy ngân sắc cự thủ như cái núi nhỏ hạ xuống, Ngân Nguyệt trong lòng phát lạnh, bị một nhắm chặt chờ chết. Nhưng mà đang lúc này tiếng sấm giật vang, một cánh tay từ phía sau nàng xuất hiện ôm lấy nàng. Chạy, Hàng Lập hô to một tiếng trong rẻo như lành lùng, sau đó tiếng oanh minh tái khởi. Ngân Nguyệt cùng Hàng Lập đồng thời biến mất. Ngân sắc cự thủ khổng lồ, chui xẻo một chút lại là chụp hụt. Sau một khác, Hàng Lập một tay ôm Ngân Nguyệt Mảnh Mai, một tay dẫn theo là khẩu thanh tử lưỡng sắc cử kiếm, di động vào trong đám sương mù đặc hơn là 10 trường xa vẻ mặt trầm trọng, di lôi đồn thuật. Trong ngân sắc cử thủ truyền đến âm thanh kinh ngạc, sau đó một cái ngân thủ trong chớp mắt bay trở về, hai cái bàn tay khổng lồ đụng vào nhau rồi bột phát ra là ngân quan trái mắt. quang hoa tu liễm, một cả pháp sĩ bộ chán nho sinh xuất hiện trong ngân quan. Một tay cầm thử thanh lâu, một tay dẫn theo hoa lam cổ bảo, cần sắc thản nhiên đánh giá Hàng lập xa xa, lao vào họ mã vừa thấy người này xuất hiện mặt xám như tro tàn trên người linh quan mặc dù chấp động không ngừng nhưng dĩ nhiên không dám phá không mà chạy. Hàng lập nhìn ánh mắt chấp động cẩn thận đánh giá lần đầu tiên nhìn thấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ người có tu vi bực này trừ trường hợp đặc biệt căn bản sẽ không hoàn toàn ra tại thế tục họ chính là hóa thần kỳ tu tiên giả cơ hội có thể xem như những người đứng đầu tu tiên giới. Trung niên với sự đánh giá bốn phía một chút ánh mắt sau khi mà người nữ tử nọ họ nhạt dừng tay khoát tay đem hoa lam của bảo cùng đồng đăng bên trong toàn bộ ném cho nữ nhân này. Đa tạ trọng thượng sư ra tay tương trợ, không biết trọng huynh như thế nào lại tới đây, áo lục nữ tự đem thanh đồng cổ đang tưởng mất mà lấy lại được, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng lần sợ hãi, thở vào một hơi liên thanh tạ ơn. Cho dù nàng bản tính lạnh ngạo như thế nào, nhưng mà đối mặt với một trong tam đại thần sư của bản tộc thì thần sắc không dám có chút chậm rễ. Không có gì, ta nghe nói Thiên Nam Nhân vừa phái ra một nhóm tu sĩ tăng vi cho các địa phương có đại trận mà các ngươi bên này tại tên kêu trời khóc địa bị một tên chết như quách quỷ dị cho nên có chút lo lắng tới xem một cái. Tốt nhất có thể cho Đại Tấn Quốc một cái tên, một lời giải thích hợp lý, bây giờ chúng ta cũng chưa thể rời khỏi những tu sĩ đó. Bớt quá đối phương nếu có tên sử dụng hơi đuộn thuộc đến ngay cả nhạc thường xưa cũng không đối phó được. Nhờ sinh thường sắc bình Đờ thường, bình tĩnh nói, theo sau hắn vừa lại xoay đầu nhìn hàng lập xa xa lạnh nhạc, hỏi con tiểu hồ ly này của người lá gan không nhỏ, ngay cả mộ lan truyền thừa chi bảo của chúng ta cũng dám động vào. Người nếu là chủ nhân của này như phải đồng loạt lên đường đi. <laughs> khẩu khí không nhỏ, cho dù không động chạm vào đồng đăng thì ngươi sẽ thả ra rời đi sao? Muốn mạng cô ta, không biết các hạ có bụng sự này hay không? Hàng lập ánh mắt coi rụt lại, hít sâu vào một hơi lạnh rồi là băng quay vào một câu. Nhờ sinh nghe vậy, ánh mắt nhìn hàng lập đã qua cửa kiếm thấy thanh tự hai loài hỏa diễm cùng tồn tại một cách quỷ dị. Thì trong mắt một tia dễ sắc hiện lên nhưng mà lập tức coi như không có việc ấy nói. Ha <laughs> ha, có dụng khí tu sĩ ở trước mặt ta dám nói như thế. Trọng mộ thật đúng là nhiều năm qua chưa thấy ai. Nhạc thượng sư, tôi sẽ còn một cái cánh tay bên kia cho cho người, Vì tiểu hữu sử dụng lôi đồn thuộc này cho cho ta xử lý, không mà biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhờ sinh trên mặt vẻ tàn nhẫn chật lóe qua, không thấy sử dụng pháp bảo gì, nhưng thân hình sau một trận mơ hồ thì ngân quan chật lóe rồi lại hiện ra hai cả nho sinh giống nhau như đúc, quần áo cùng vẻ mặt đồng dạng, ba người giống nhau xem như đã chết, đồng loạt nhìn hàng lập. Hàng lập hấp một hơi lương khí, tận thức đảo qua nhưng lại vô pháp nhận ra hai ca hóa tân nọ cùng bằng tại có cái gì khác nhau, vô lượng tu vi ký tức đều hoàn toàn giống nhau.